Đây, bạn Bin lại ra ngoài ruộng để móc đất đây. Móc cát, cát ngoài ruộng rất là nhiều. Bạn Bin ơi, xe máy móc có móc cát được không? Đâu, xe máy móc móc đâu? Không được đâu, nó bị hư rồi. Ủa sao lại hư? Mình đi sửa nó đi. Rồi, bây giờ bạn Bin sẽ đi chơi nha. Bạn Bin sẽ đi ra ruộng móc đất. Nào bạn Bin đem theo cái gì đó? À, máy móc xúc cát hả? Ai mua cho bạn Bin vậy? Con đi ra đi. Rồi, con đi ra đi. Rồi, Bin đóng cửa lại đi. Bạn Bin gài cửa là mới đi được. Xong chưa? Rồi, bye. Đi thôi. Rồi, mình đi. Rồi mình đi thôi. Rồi quẹo phải nha, đi qua quẹo phải. Rồi bữa nay bạn Bin sẽ đi ra ruộng, đi ra ngoài ngoài vườn cao su, bạn Bin đi cưa cây. Đồ nghề của bạn Bin là cái máy móc với lại chiếc xe chở đất. Bạn Bin sẽ đi ra ngoài ruộng quậy. Biết đường đi không? Bạn Bin biết đường đi không? Ủa con gà kìa, quá trời gà luôn kìa. Quá trời gà luôn. Bạn Bin có biết đường đi không? Đấy, có chân đi thẳng vô cái chuồng gà. Đi né ra. Bên trái, con né là bên trái đi, mình đường đường mình đi bên này mà. Đúng rồi. Bạn Bin thôi lâu quá không không đi ra ngoài ruộng, không đi ra ngoài vườn, bạn Bin không biết đường đi. Rồi đi thẳng, con đi thẳng ra, chú đứng ngoài kia kìa. Đó. Chú đứng ngoài kia kìa, con đi thẳng ra ngoài đi. Đó. Chú đang cưa cây ngoài kia kìa. Rồi con đi đi. Đây, bạn Bin ra tới vườn cao su rồi đây. Bạn Bin ơi né, máy cày chạy ra bạn Bin. Đi vô đây nè. Con đi vô trong này nè. Đi vô đây nè. Đúng rồi. Đây, đây là vườn cao su. Rồi con ra đây nè. Đó, đằng xa xa kia là chiếc máy cày. Chiếc máy cày đang kéo cây đó. Người ta đang chở cây đi vô. Ủa sao bạn Bin dọn ra đi chơi hả? Xíu nó máy cày chạy vô rồi chúng bạn Bin sao? Con đem theo mấy chiếc xe? Bạn Bin đem theo mấy chiếc xe? Mấy chiếc xe? Ủa? Mấy chiếc? Cho Bin mấy này đồng đồng hồ vậy? À, đi chơi có đem đồng hồ theo nữa hả? Để canh canh về bú sữa đúng không? Canh canh giờ đi về uống sữa đúng không? Ủa mà Bin có đem sữa kìa. Chết rồi, bữa nay mẹ mẹ bạn Bin đuổi bạn Bin đi luôn rồi. Cho đem sữa đi luôn kìa. Có không? Chó hả? Tội nghiệp quá vậy. Giờ bạn Biên ở ngoài vườn cao su luôn rồi, bạn Biên không về được rồi. Có buồn không? Ừ vậy thôi ha, chút chút để ba nói mẹ mẹ cho bạn Biên về nhà nghe. Rồi giỏi. Rồi chơi đi, bạn Biên chơi đi. Đằng kia có một chiếc máy cày. Có một chiếc máy cày, mấy mấy chú ra đang chất cây lên xe để chở vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cày của chú lớn lắm. Bạn Bin không có lái được đâu, bạn Bin còn nhỏ lắm. Đây là xe của bạn Bin.
Bạn Biên không lái được máy cày lớn nhưng mà bạn Biên lái được xe nhỏ này thôi. Thôi đi. Bạn Biên cho xe chạy xuống dốc hả? Đây, vườn cao su đây. Các bạn có biết vườn cao su không? Đây, đây là cây cao su nha. Cây cao su người ta lấy mũ đó, lấy mũ để làm ra chiếc xe cho bạn Biên chơi đó. Nhựa cao su gọi là mũ cao su, người ta lấy người ta làm ra những chiếc xe đồ chơi. Đi đổ thôi. Đây rồi, bây giờ xe đầy rồi mình đi đổ thôi. Đổ ở đâu nè? Bây giờ mình đổ ở đâu? Ôi, bạn Biên đổ tại chỗ luôn rồi. Bạn Biên lại móc nữa rồi. Rồi móc đầy xe luôn. Bữa nay bạn Biên đi dọc cát nha. Trốn học, bữa nay bạn Biên trốn học đi dọc cát. Ba cho bạn Biên trốn học. À, có chiếc máy cày. Bây giờ bạn Biên sẽ cầm cái xe máy móc đi coi cưa cây nha các bạn. Đây bạn Biên đây. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi. Bây giờ bạn Biên sẽ đi coi cưa cao su. Máy cưa, chú cầm máy cưa ngoài kia các bạn nghe không? Máy cưa chạy in 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 in. Đó. Đây, cây cao su rất là nhiều nha, nhưng mà bị cưa hết rồi. Nắng quá, nắng quá. Đó. Mình đi xem tiếp thôi. Rồi, mình đi coi tiếp thôi. Đi nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới nơi và mình sẽ quay máy cưa, đang cưa cây cho các bạn coi nha. Ở đây nhánh cây nhiều quá cho nên phải ẩm bằng Biên đi. Bằng Biên không có tự đi được. Đi được, đi. Đi được hả? Rồi Biên, bạn Biên tự đi đi. Rồi bây giờ bạn Biên đi coi cưa cây nha các bạn. Rồi mình đi thôi. Đây bạn Biên đang bước qua những cái nhánh cây rất là nhiều. Ôi nhiều cây bị cưa quá các bạn ơi. Hay. Đó, bạn Biên tới chỗ cưa cây rồi. Các bạn nghe tiếng máy cưa không? Ủa, tiếng máy cưa rất là to. Ôi, bạn Biên, xe coi chừng rớt xuống nước. Rớt xuống mương nha. Coi chừng rớt xuống mương. Đó, đằng xa xa kia chú cưa cây kìa. Rồi, xong. Cứu hả? Máy móc xuống cứu hả? Rồi đó, cây ngã rồi. Ui da, ui người ta cứ cây ngã rồi. Ui đó, người ta đang cưa cây các bạn thấy không? Đó, bạn Biên ơi, bạn Biên thấy người ta cưa cây không? À, bạn Biên đang chơi. Làm gì đó? Bạn Biên đang làm gì đó? Ôi xe chạy được trên cây luôn hả? Ôi xe rớt rồi. Xe rớt rồi. Hả? Có chiếc máy cày hả? Xe máy cày tới hả? Cày đang chạy tới rồi. Chú lái xe máy cày chạy tới kìa. Ô xe máy cày bự quá. Xe máy cày để làm gì vậy bạn Biên? Yeah.